Đường đua phim Hàn tháng 10 trở nên nóng hơn bao giờ hết khi nhiều bộ phim hấp dẫn với sự tham gia của dàn sao đình đám chính thức xác nhận lên sóng. Hôm nay hãy cùng Ten Asia chúng mình điểm qua những bộ phim Hàn Quốc sẽ lên sóng trong tháng 10 2022 này nhé. 1. Cheer Up. Cheer Up là bộ phim hài lãng mạn lấy bối cảnh khuôn viên trường học Mystery. Tác phẩm đài SBS đánh dấu vai chính đầu tay của bộ đôi Han Ji Hyun và Bae In Hwik. Phim kể về Do Hae-yi, một sinh viên đại học Yeonhee thông minh và siêng năng. Thế nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến cô phải ưu tiên việc kiếm tiền hơn là học tập ở trường. Cuộc sống của Hae-yi bắt đầu thay đổi sau khi cô tham gia đội cổ vũ sắp giải tán chỉ vì mục đích kiếm tiền. Trong khi các thành viên khác đều hy vọng đưa đội trở lại những ngày vinh quang. Lần đầu tiên trải nghiệm những niềm vui nơi trường học, Hae-yi tìm thấy sự gắn kết với Jin Seon-ho do Kim Hyun-jin đảm nhận, Hae Cho-hee do Jang Kyu-ri thể hiện và đội trưởng Park Jung-woo do nam chính Bae In-hwik thủ vai. Người sở hữu vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại có trái tim ấm áp. Cheer Up lên sóng vào ngày 3 tháng 10 trên đài truyền hình SBS. 2. Glitch. Bộ phim khoa học viễn tưởng Glitch khai thác những câu chuyện và sự kiện liên quan đến người ngoài hành tinh UFO. Nội dung phim xoay quanh nữ chính Hong Ji-hyo do Yeon Yeo-bin thủ vai. Cô hiện có sự nghiệp ổn định, nền tảng gia đình vững chắc và có một người bạn trai tốt. Dù cả hai không thật sự yêu nhau say đắm, họ đã hẹn hò được 4 năm và chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Thế nhưng bạn trai đã đột ngột mất tích một cách bí ẩn bởi một ánh sáng không rõ nguồn gốc. Trong khi cố gắng tìm kiếm bạn trai theo những dấu vết để lại, cô bất ngờ gặp lại người bạn thân thời thơ ấu, theo Bora, do Nana đảm nhận. Bora là một streamer đam mê những hiện tượng bí ẩn và đã tìm hiểu điều này suốt một thời gian dài. Với sự giúp đỡ của Hebora và cộng đồng câu lạc bộ UFO, Hong Ji-hyo đã khám phá ra nhiều bí mật đằng sau. Glitch công chiếu vào ngày 7 tháng 10 trên Netflix. 3. The Queen's Umbrella. The Queen's Umbrella đưa người xem quay ngược với thời đại Joseon, sơn, thời điểm mà con cháu hoàng gia bị gò bó bởi những nguyên tắc luật lệ nghiêm ngặt. Sống trong một môi trường kỷ luật và tranh quyền như thế, nhưng các hoàng tử, con trai hoàng hậu Paryong do Kim Hee-soo thủ vai lại là những đứa trẻ chuyên gây rối. Dù tính cách có phần nóng nảy, hoàng hậu Paryong rất yêu thương và luôn mong muốn những điều tốt nhất cho các con. Để thay đổi con cái mình thành những hoàng tử giỏi giang, khuôn phép, hoàng hậu không ngại từ bỏ hình tượng cao quý của bản thân. Bà đã rèn luyện và giúp các hoàng tử đủ điều kiện thông qua giáo dục hoàng gia. Đặc biệt, trong The Queen's Umbrella còn có sự xuất hiện của Biren trong một vài diễn chưa được tiết lộ. Phim chính thức sẽ khởi chiếu trên đài TVN vào ngày 15 tháng 10 và phát sóng vào tối thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần. 4. Yonder. Yonder là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết lãng mạn Goodbye Yonder của nhà văn Kim Jang-hwan. Dựa trên nguyên tác xoay quanh tương lai và thực tế ảo, lấy bối cảnh những năm 2040, bộ phim khoa học viễn tưởng kể về Jae-hyun do Shin Ha-kyun đảm nhận, một phóng viên của Science M, người đang phải sống trong đau đớn vì không thể chấp nhận sự thật về cái chết của vợ. Một ngày nọ, anh nhận được bức thư từ người vợ, Ji-hyo, do Han Ji-min thủ vai, đã mất với lời mời đến thế giới kỳ bí có tên Yonder. Để gặp lại Ji-hyo, Jae-hyun đã tìm đến không gian Yonder mà cô nhắc đến trong thư. Đây là một không gian tồn tại giữa sự sống và cái chết. Hóa ra trước khi qua đời vì bệnh ung thư, Ji-hyo đã lập một hợp đồng bí ẩn để bước vào chiều không gian huyền ảo này. Nơi này là một thế giới được tạo ra bởi sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Con người ở đây sẽ có thể sống mãi mãi. Nhưng liệu rằng thế giới này có thật sự lý tưởng, cuộc sống vĩnh cửu có thật sự là thứ mà con người cần để hạnh phúc? Bộ phim mở ra những câu hỏi về sự sống, cái chết và ý nghĩa của hạnh phúc vĩnh hằng khi loài người đối mặt với một thế giới đầy biến động vì những phát minh trong khoa học công nghệ. Yonder sẽ được công chiếu vào ngày 14 tháng 10 qua TVING. 5. Bad Prosecutor. Bad Prosecutor là bộ phim hành động tội phạm của đài SBS, đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của nam idol nhóm EXO, Dio, kể từ khi sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào tháng 1 năm 2021. Bộ phim thuộc thể loại hài hành động kết hợp pháp luật kể về Jin Jung do Dio thủ vai, một công tố viên tài năng nhưng nóng tính, kém cỏi trong cách cư xử và coi thường các nguyên tắc chuẩn mực. Để chiến đấu với những kẻ tham lam, Jin Jung đã sử dụng mọi mánh khóe kể cả có phải phá bỏ chuẩn mực của một công tố viên đi chăng nữa. Thông minh nhưng có hơi điên rồ, Jin Jung bảo vệ kẻ yếu theo công lý mà anh cho là đúng. Đồng hành với Do Kyung Soo là Lee Se-hee, nữ diễn viên từng vào vai sinh viên năm nhất khoa y tế Kang So-ye trong Hospital Playlist 2. Trở lại màn ảnh nhỏ với Bad Prosecutor, ngôi sao sinh năm 1991 này hóa thân thành Shin Ara, một công tố viên cấp cao tại văn phòng công tố quận trung tâm. Đối lập với Jin Jung, Ara là người luôn tin vào sức mạnh của pháp luật. Thế nhưng, bất chấp mọi sự khác biệt, cô luôn hỗ trợ và giúp đỡ Jin Jung trong cuộc chiến giành công lý.
Bộ phim khởi chiếu vào ngày 5 tháng 10 trên đài KBS 2 và phát sóng vào tối thứ Tư và thứ Năm hàng tuần. 6. Icy Cold Romance. Icy Cold Romance kể về chuyện tình hài hước lãng mạn của Gu Yeo-ryeom do Lee Da-hae đảm nhận và người bạn thân 20 năm Park Jae-hyun do Choi Si-won sắm vai. Yeo-ryeom là một PD đang gặp khủng hoảng về công việc khi các chương trình do cô chỉ đạo liên tục bị hủy bỏ. Để cứu vớt tình huống này, Yeo-ryeom tạo ra một chương trình hẹn hò thực tế và mời người bạn thân Park Jae-hyun tham gia. Trong quá trình làm việc cùng nhau với tư cách là đạo diễn và khách mời, cả hai bất ngờ nảy sinh tình cảm với nhau. Với quan hệ bạn bè 20 năm của họ đứng trên bờ vực tan vỡ, cả hai phải chọn tình yêu hoặc tình bạn. Icy Cold Romance chính thức lên sóng vào ngày 5 tháng 10 trên ENA. 7. 100 Won Butter. 100 Won Butter sở hữu cốt truyện độc đáo pha lẫn giữa yếu tố tình cảm hài hước với giả tưởng. Phim kể về câu chuyện giờ khóc giờ cười về Baek Dong-ju do Harry đảm nhận, giám đốc nhà tang lễ kỳ lạ có tên là Lee Dang-baek với năng lực bí ẩn có thể đánh thức và nói chuyện với người đã mất. Công ty này chỉ có hai người, giám đốc Baek Dong-ju và nhân viên duy nhất của cô, quản gia Kim. Họ cùng nhau điều hành công ty tang lễ chuyên làm việc vặt với chi phí chỉ 100 won. Với khả năng đặc biệt của Dong-ju, bộ đồ đã giúp đỡ được rất nhiều người khi hoàn thành được điều ước cuối cùng cho họ. Điểm nhấn trong việc sở hữu năng lực này chính là nếu không thực hiện điều ước cuối cùng cho người đã mất, Dong-ju sẽ dính phải lời nguyền xui xẻo trong một ngày. Phim được lên sóng vào ngày 19 tháng 10 trên đài NBC. 8. Curtain Call. Curtain Call là bộ phim truyền hình do đài KBS sản xuất. Nội dung phim xoay quanh một người phụ nữ lớn tuổi đến từ Triều Tiên, không còn nhiều thời gian để sống, và một diễn viên sân khấu giả danh cháu trai để hoàn thành ước nguyện cuối cùng của bà. Trong đó, Kang Han-il sẽ vào vai Yoon Jae-hyun, một diễn viên sân khấu lạc quan tràn đầy lòng tự ái và lòng tự trọng mặc dù đã trưởng thành trong hoàn cảnh khó khăn. Một ngày nọ, anh bất ngờ được thuê đóng giả làm cháu trai cho một người phụ nữ lớn tuổi bị ly tán gia đình trong thời kỳ chiến tranh. Mối quan hệ tình thân giả dối đứng trước bờ vực bị phát hiện khi Jae-hyun đụng độ Park Jae-hyun do Ha Ji-won thủ vai, tổng giám đốc khách sạn Nakwon, con gái út của một gia đình tài phiệt. Trước những thách thức, Jae-hyun buộc phải hoàn thành vai diễn để hoàn thành điều ước cuối cùng của người phụ nữ mất gia đình. Curtain Call sở hữu dàn sao hạng A của điện ảnh xứ Hàn và dự kiến sẽ lên sóng màn ảnh nhỏ vào tháng 10 sau khi The Love Cafe kết thúc. Trên đây là những tác phẩm Hàn Quốc sẽ được lên sóng trong tháng 10 tới. Với dàn diễn viên tài năng và đa dạng các thể loại, những bộ phim trên hứa hẹn sẽ mang đến những phút giây giải trí thực sự cho khán giả. Hãy comment xuống phía dưới cho chúng mình biết bộ phim nào mà bộ phim bạn mong chờ nhất nhé. Và cũng đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của TenAsia để đón chờ những sản phẩm mới nhất nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại!